Jane, sao em lại ở đây vậy? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Em đã nghĩ kỹ rồi. Anh Tê thật sự rất tốt với em. Nhưng em thật không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em đâu. Lời từ chối của em cũng nhẹ nhàng thật đó. Nhưng nó cũng làm cho anh rất đau lòng. Em đã quá ích kỷ có phải không anh Tê? Em thật sự rất xin lỗi anh. Anh đừng tốn thời gian về em nữa. Thật sự không có lợi ích gì đâu. Vậy bây giờ em quay lại với anh Win có đúng không? Phải. Đó chỉ là thương hại thôi, không phải tình yêu đâu Chen à. Em không cần phải tự ép bản thân mình làm như vậy, chỉ vì anh ấy sắp chết. Không phải. Em đã nghĩ kỹ rồi. Không phải vì em thương hại anh Win đâu. Không phải vì anh ấy sắp chết mà em ở bên anh ấy, mà em thật lòng yêu anh ấy. Vậy em cũng không còn nhiều thời gian để được ở bên anh ấy nữa đâu. Anh Tê cũng như vậy đó. Anh Tê là một người tốt, nên anh xứng đáng ở với người thật sự yêu anh, xứng đáng với sự tốt bụng của anh. Một ai đó tốt hơn Chen rất nhiều. Anh sẽ luôn cầu nguyện cho anh sớm gặp được người con gái đó và sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc bên cô ấy. Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh Tê vì tất cả mọi thứ trong thời gian qua. Em cảm ơn anh. Mình về thôi anh, họ sắp đóng cửa rồi. Lại sắp mất đi một ngày. Nhưng vẫn không mất hy vọng. Em nhớ anh đã từng nói là khi mặt trời lên, ngày mới sẽ bắt đầu. Chuyện tồi tệ ngày hôm qua sẽ mất đi. nhưng với anh đó có thể sẽ không được như vậy. Được rồi, mình về thôi. Ê, anh Quyên. Anh không sao chứ anh Quyên? Anh không sao. Nhưng em thấy anh không ổn lắm. Anh ổn mà, không sao đâu. Hai em cứ về trước đi. Cẩn thận đó. Anh cũng phải cẩn thận đó. Ừ, gặp lại sau. Anh Win. Chen. Em có nhắn tin cho anh nhưng mà em chưa thấy anh trả lời. Em không biết là nhà anh ở đâu nên thử quay lại đây tìm anh xem sao. Em quay lại chỉ để tìm anh sao? Dạ. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em quay lại để tìm anh. Chị. Vậy ý em là hai chúng ta sẽ yêu nhau như trước đây, phải không em? Dạ. Chúng ta sẽ lại yêu nhau. Những ngày còn lại chúng ta sẽ ở bên nhau một cách trọn vẹn. Cùng ở bên nhau nha anh. Được. Bên nhau thật trọn vẹn. Cảm ơn con, Rajen. Thật sự cảm ơn con. Con hãy tận hưởng thời gian còn lại thật hạnh phúc nha, Win. Thưa con. Tối qua sao rồi hả con cho Bạc uống thuốc rồi đi ngủ rồi mẹ. Lát nữa có thể Bạc sẽ xuống đó. Mẹ không hỏi Bạc mà là con đó. Có chuyện gì? Sao tự nhiên con lại ra ngoài rồi về rất khuya nữa? Con đã đi đâu hả? Con đã nói chia tay với anh Tê rồi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Tê Quyết là người tốt đó con à. Chính vì anh ấy thực sự tốt nên con cần phải chia tay với anh ấy. để anh ấy có thể đến với người thật sự yêu anh ấy, chứ không phải là con. Vậy còn con thì sao? Con muốn chăm sóc và ở bên cạnh anh Win. Nhưng cậu ấy không còn sống bao lâu nữa. Điều đó không làm giảm đi tình yêu của con và anh ấy được đâu mẹ. Hãy để Chen tự quyết định đi gì. Bạc không sao hết mà. Hôm qua bất ngờ quá nên Bạc chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng Bạc bình tĩnh lại rồi và nhận định được bản thân mình cũng nên làm điều gì. Bạc đã gọi và nói chuyện với anh của Ben rồi. Anh ấy nói là sẽ làm visa nhanh nhất có thể cho Bạc. Rồi sau đó Bạc đi Mỹ để tìm anh Ben. Bạc, con tính đi một mình hay sao? Do chuyện này đột xuất quá gì à. Nhưng mà con phải nhanh chóng sang đó thôi. Hãy thật bình tĩnh và cẩn thận nha con. Đi đường bình an đó. Dạ. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu gì. Con phải nhanh chóng sang đó thôi. Con thấy là Chen thật sự nói rất đúng đó gì. Dù cho chúng ta biết người mình yêu sắp chết, nhưng mà chúng ta không thể ngừng yêu họ được. Rốt cuộc Bạc cũng hiểu rồi Chen à. Bạc đã hiểu được cảm giác của Chen. Yêu chính là yêu thôi. Dù biết là ngày mai nước mắt sẽ rơi, nhưng lòng chỉ mong hôm nay sẽ được yêu hết mình. Phải thật mạnh mẽ lên đó. Chen tin tình yêu của Bạc là một phép màu. Ben sẽ không sao đâu. Và hai người sẽ tốt thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Bạc à. Bạc cảm ơn Chen rất là nhiều. Bạc cầu mong cho Chen và anh Quyên sẽ hạnh phúc trọn đời. Alo. Alo. Anh Nguyên, hôm nay mình hẹn nhau lúc 3 giờ chiều phải không? Ừ. Đúng rồi chị em. Nhưng bây giờ mới có 10 giờ sáng thôi mà. Không phải em gọi tới để hối anh đâu. Em muốn nói là có lẽ em sẽ tới trễ một chút, vì em có chút chuyện phải đi cùng với Bạc rồi. Ồ, ừ. Vậy được rồi. Em cứ thoải mái đi. Mà nè chị em nhớ nói với Bạc là nếu như có cần anh giúp chuyện gì thì Bạc cứ nói cho anh biết, đừng ngại nha. Ben cũng giống như là em trai của anh vậy đó. Dạ. Vậy xong việc em sẽ gọi lại cho anh sau nha. Được. Sao vậy Chen? Không có gì. Đi thôi. Ôi. Ôi. Anh té ngã thì không có vấn đề gì. Đầu đập xuống nền nhà, chỉ bị sưng một chút, không có sao hết. Nhưng điều đáng lo lại là vấn đề khác. Sức khỏe của tôi càng ngày càng xấu đi, có phải không? Phải. Cơ thể của anh bây giờ đang lão hóa rất là nhanh. Giống như là anh đang bị già đi hơn lần kiểm tra trước 1 năm vậy. Tôi chưa thấy trường hợp như vậy bao giờ. Già đi đến mức độ này luôn sao? Thị lực của anh giảm đi, tai lại rung. Không điều khiển được các cơ vận động là những biểu hiện của người già. Nhưng so với tuổi của anh hiện giờ thì điều này thật là không bình thường. Tôi đề nghị anh nên kiểm tra kỹ hơn để biết nguyên nhân bệnh là gì. Không cần đâu. Cảm ơn bác sĩ. Anh đừng vội đi mà. Tôi khuyên anh nên kiểm tra kỹ hơn. Nếu anh cứ như vậy thì tình trạng cơ thể anh sẽ tồi tệ hơn. Anh sẽ không nhìn thấy gì, không vận động được nữa. Cuộc sống của anh sẽ rất là khó khăn. Anh Nguyên! Y tá! Y tá! Anh Nguyên! Nhập viện kiểm tra ngay! Đem xe lại đây! Dạ được! Không cần đâu! Không thể kiểm tra đâu! Tôi cũng không thể ở đây được! Tôi còn chuyện quan trọng phải làm! Nhưng tình trạng của anh không ổn chút nào hết. Anh phải kiểm tra để điều trị chứ. Không cần đâu. Bác sĩ không trị được đâu. Cũng không có ai có thể trị được cho tôi. Tôi biết bản thân tôi bị gì mà. Cảm ơn. Anh bị gì vậy? Chen, anh Nguyên bị bệnh gì vậy hả? Sao em lại ở đây vậy? Bạc tới xin giấy của bệnh viện nên là em mới đi chung. Còn anh Nguyên thì sao? Anh thấy không khỏe chỗ nào? Ừ, anh không có sao hết. Nhưng mà... Jane, hôm nay chúng ta có hẹn sẽ cùng nhau đi ăn cơm mà. Em đừng có quên đó. Em nhớ mà. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm. Nhưng mà nếu anh Win thấy không khỏe thì giờ lại ngày khác cũng được. Không được đâu Jane. Không giờ lại được. Anh muốn ăn với em tối nay. Hôm nay không có gì quan trọng hơn việc này đâu em à. Dạ anh Win. Dạ em đang ở đây. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất rồi. Em biết rồi. Anh Tim à. Dạ. Anh Quyên đang trên đường tới đây. Dạ được. Tất cả sẽ hoàn tất trong vòng 5 phút nữa. Được rồi. Dạ. Anh Rajen, mời vào. Tất cả là do anh Rajen chuẩn bị hết hả? Là anh Win muốn gây ấn tượng với cô đó. Rajen, cảm ơn em nhiều lắm. Không có gì đâu anh. Chúc ngon miệng nha. Em muốn uống gì trước không? Dạ sao cũng được hết. Cảm ơn. Chen, uống nước đi. Dạ. Anh không muốn hả? Em cứ uống trước đi. Anh chưa thấy khát lắm. Vậy thì em đi rửa tay một chút nha. Được. Nhà vệ sinh ở bên này nè. Em đi đi. Dạ. Nhưng tình trạng của anh không ổn chút nào hết. Anh phải kiểm tra để điều trị chứ. Không cần đâu. Bác sĩ không trị được đâu. Cũng không có ai có thể trị được cho tôi. Bạc đang làm gì vậy hả? Jane có chuyện cần Bạc giúp đây. Mời em. Wow, đồ ăn trang trí đẹp quá đi. Em nhìn mà không nỡ ăn luôn đó. Đúng vậy đó. Anh cũng không nỡ ăn. Với lại anh cũng không thích ăn rau cho lắm đâu. Hay là mình đổi món khác đi được không em? Dạ. Chen, cá này còn tươi quá đúng không? Nó vẫn còn nhảy nữa kìa. Vậy để em giúp anh nha anh Win. Anh Win cứ ăn phần của em đi. Vậy em đút cho anh ăn có được không? Dạ được chứ. Đây nè. Anh há miệng ra đi. Sao rồi bà? Có tìm ra thông tin nào không? Thì bác sĩ không tiết lộ được vì việc đó là phạm luật y tế. Nhưng bác sĩ có nói là tình trạng của anh Quyên là không hề bình thường. Nếu được thì bác sĩ đề nghị anh Quyên tới bệnh viện thật sớm để kiểm tra nguyên nhân bệnh tình, để được điều trị kịp thời, trước khi mọi thứ quá muộn đó. Trước khi quá muộn? Bạc nói vậy là sao chứ? Anh Nguyên, đầu bếp muốn biết đồ ăn hôm nay có vấn đề gì không? Vì thấy anh hình như không vừa miệng lắm. Không có đâu. Tất cả đều rất ổn, rất là ngon. Nếu có gì thì là do tôi thôi. Hôm nay vậy là xong rồi. Mọi người có thể ra về. Dạ anh. Cảm ơn. Xin chào. Người làm ơn đừng như vậy với tôi nữa. Có được không vậy? Tôi chỉ còn lại không đến 100 ngày nữa. Người không thể để chúng tôi được hạnh phúc bên nhau sao? Tôi xin người mà, đừng làm vậy với tôi. Người có nghe không? Đừng như vậy mà, tôi cầu xin người. Người có nghe không? Đừng làm vậy. Người nghe không hả? Đừng làm vậy với tôi. Tôi xin người mà. Đừng làm vậy với tôi. Anh hãy dừng lại đi mà anh Quyên. Dừng lại đi. Anh Quyên à. Anh Quyên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói cho em biết được không? Anh xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi em. Anh nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó. Số phận của Jane thật lận đận mà. Lâu lắm mới tìm được tình yêu thì lại gặp chuyện trắc trở như vậy đó. Không chỉ có mỗi mình Chen đâu gì à, cả con cũng như vậy nữa. Con thấy chuyện tình cảm ai cũng có những vấn đề riêng tư. Ừ, con nói đúng. Bây giờ dì chỉ biết cầu nguyện, cầu cho Chen đã chọn đúng đường thôi. Dạ. Ở đây có tất cả là 100 viên bi. Anh đã tự nhắc nhở bản thân mình bằng cách mỗi đêm anh sẽ để vào đây một viên bi để nhớ là bản thân còn bao nhiêu ngày để sống bên cạnh em. Đến bây giờ chỉ còn lại 94 viên bi thôi. 94 ngày. Thực ra thì anh đã định là trong những ngày còn lại này thì sẽ làm cho em ấn tượng và hạnh phúc nhất có thể. Thì ít ra khi anh chết đi rồi sẽ có thứ để giúp cho em có thể nhớ đến anh hơn. Nhưng ngày hôm kia tự nhiên cánh tay của anh nó lại bị run và không còn sức lực. Mắt thì bị mờ đi rất nhiều, không nhìn rõ thứ gì. Sau đó thì anh bị ngất. Vậy nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là anh đang bị già đi. Cơ thể của anh hiện giờ đang lão hóa rất nhanh. Nội tạng trong người anh cũng giống như vậy nữa. 40 năm trong 100 ngày. Chắc là để anh có thể chết khi vừa tròn 100 ngày. Không những không làm em ấn tượng được mà anh còn gây rắc rối và trở thành gánh nặng cho em. Nhưng mà em đâu có thấy anh là gánh nặng đâu. Em cũng thấy rồi đó. Lúc nãy khi mình ăn cùng nhau, anh gần như không thể tự mình cắt đồ ăn được. Em làm thay anh cũng được mà. Nhưng nếu càng bị nặng hơn thì sao? Đến mức anh không thể tự ăn cơm được nữa. Thì em sẽ đút cho anh ăn. Rồi một ngày nào đó anh sẽ không thấy được nữa. Anh không nhìn thấy em nữa thì sao? Thì em sẽ là đôi mắt của anh. Vậy nếu tay anh không nghe thấy gì nữa, không nghe thấy em nói gì, thì em phải làm sao? Em sẽ cố nói thật to. Em không bỏ rơi anh đâu. Vậy một ngày nào đó anh quên em thì sao? Nếu có ngày nào đó anh không còn nhớ được gì, anh không còn biết Chen là ai nữa, anh không còn nhớ mình từng yêu nhau sâu đậm như vậy thì phải làm sao đây? Em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Ngày nào em cũng kể anh nghe về tình yêu của chúng ta. Em là của anh, và anh cũng sẽ là của em.มีคนมากมายที่ฉันได้เจอแต่มีแค่เธอที่ดูคุ้นเคยกับหัวใจเราเคยเจอกันไหมคงมีคนมากมายพูดมาก่อนแต่เรารู้เอาไว้คำพูดนี้จากใจรู้สึกจริงๆJane, con đang ở đâu? Con đang ở dưới chung cư nhà anh Win à mẹ. Mẹ à, con xin mẹ cho con tối nay ngủ lại đây có được không hả mẹ? Ừ, mẹ hiểu rồi. Con đã lớn rồi, mẹ tin là con biết con đang làm gì mà. Con cảm ơn mẹ. Yêu mẹ rất nhiều. Để em làm có được không? Ta còn tới 93 ngày nữa. 93 ngày nữa mà anh. Ừ. Cảm ơn em. Anh sẽ không nản lòng nữa. Anh sẽ sống 93 ngày này một cách hạnh phúc nhất. Chúng ta sẽ ở bên nhau nha. Cùng ở bên nhau. Con chào bác. Rachel, Lisa, bác không nghĩ là hai con sẽ tới đây. Anh Quyên gọi cho tụi con, muốn tụi con cùng tới nghe đó bác. Vậy ba con giờ ra sao rồi? Ngày mai là đến ngày ra tòa rồi phải không? Dạ phải. Ba con vẫn im lặng không nói gì hết. Thật ra ba của con cũng biết ông ấy sẽ phải ngồi tù mà. Nhưng tới lúc lãnh án thì cũng khó mà không kích động. Con đây cũng đừng quá lo lắng. Mỗi tháng bác sẽ vào thăm và tìm cách để giúp chú ấy được giảm án. Hai đứa nhớ vào thăm đó. Tụi con cảm ơn bác rất nhiều. Anh Quyên đã tới rồi. Quyên, ba, Chen. Mọi người đã đông đủ rồi. Vậy chúng ta hãy vào phòng họp đi. Hôm nay con muốn nói về những việc mà con muốn làm. Trước khi con phải đi xa. Tất cả dự định mà tôi muốn làm đó chính là trồng cây. Tôi muốn trồng ở mọi nơi, khắp nơi trên đất nước này, trồng nhiều cây nhất có thể. Vì khi tôi đi xa rồi thì cây cối vẫn còn ở đó để bảo vệ cuộc sống này, bảo vệ mọi người, bảo vệ người mà tôi yêu thương. Khi chúng ta nhìn thấy những cây đó, cũng như nhìn thấy anh Quyên đang ở bên cạnh chúng ta. Đúng là một ý tưởng hay đó. Thật đáng tiếc, nếu như mà em không phải vào tù thì em nhất định sẽ giúp anh một tay. Dù ở nơi nào thì em cũng giúp được anh mà, Rachel. Thật sự anh rất tin tưởng ở em. Ba sẽ giúp con làm. Con cảm ơn ba rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người.